Em xin kính chào toàn thể các bác. Ngày hôm nay em lại về những mẫu đồng hồ côn cổ nổi tiếng trên thế giới, rất đáng để cho các bác sưu tầm. Cho phép em được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến toàn thể các bác đang theo dõi kênh bán hàng của bọn em trên nền tảng mạng xã hội YouTube. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ ủng hộ bọn em, cho bọn em xin nhận những lượt đăng ký kênh mới, cũng như là các bác bấm nút chuông thông báo để các bác có thể nhận được thông báo video sớm nhất đến từ bên em nhé các bác nhé. Thì ngày hôm nay hàng vừa về đây các bác này. Hàng vừa về thì em khui ra và em sẽ quay luôn cho các bác. Thì tất cả những cái sản phẩm ở trong góc kia là các bác đã chốt hết rồi nha các bác nhé. Đây các bác nhìn này, hàng về rất là nhiều. Về bóng đây, các bác cái chốt một chồng này và một chồng này rồi nha các bác nhé. Đấy, đã khui ra và các bác đã đặt trước rồi. Thì sản phẩm bên em hôm nay giao lưu đến các bác hoàn toàn là những chiếc đồng hồ zin Tây nguyên bản. Tất cả là từ Tây chuẩn về, chưa lâu dầu và chưa cân chỉnh. Tất cả sản phẩm bên em các bác lau dầu với mức giá bình dân là 350.000. Bọn em sẽ bảo hành cho các bác về kỹ thuật là 25 nha các bác nhé. Còn bác nào mà lau dầu chuyên sâu với mức giá 500.000, bọn em sẽ bảo hành cho các bác về kỹ thuật là 35. Thiệt, và sản phẩm bên em giao lưu đến các bác là sẽ không bao gồm phí ship. Tiền ship hết bao nhiêu thì các bác vui lòng gửi cái đơn vị vận chuyển giúp bọn em. Thì sản phẩm đầu tiên thì em chia sẻ với các bác mẫu đồng hồ tạ lê, mã chiếc đồng hồ là L0 với kích thước chiều ngang là 22, chiều cao là 50. Sản phẩm này em xin phép giao lưu đến các bác là 1.900.000 nhé. 1.900.000. Đây, tạ của nó đây này các bác này. Tạ của nó đây nha các bác nhé. Và các cái chi tiết đồng đây các bác này, tất cả đều có viết theo thời gian hết các bạn. Đây, thật nát nát này các bạn này. Và chiếc đồng hồ là các đồng hồ tạ lê này, nó sẽ là chuông chén nha các bạn nhé. Chuông chén đấy. Có 1.900.000 thôi các bạn. Đây các bạn này, bác nào đang cần sưu tầm những chiếc đồng hồ tạ lê thì có thể liên hệ các cái sản phẩm bên em nha các bạn nhé. Tiếp theo là mã L2 thì kích thước chiều ngang là 22, chiều cao vẫn là 50. Sản phẩm này em xin phép giao lưu đến các bác là 2 triệu nha các bác nhé. Đây tạ này. Đấy, thì hàng về thì nó có cái vết này này rồi các bác này, nó có một chút các cái vết này thì bọn em sẽ xử lý cho các bác nhé, nên các bác cứ yên tâm. Trước khi giao đến các bác thì bọn em sẽ xử lý cho các bác, sẽ sử dụng một chút nước lọc gỗ, bọn em sẽ vệ sinh qua thì nó sẽ che được cái khuyết điểm đi nha các bác nhé. Em mời các bác xem qua tổng thể vỏ chiếc đồng hồ ạ. Tất cả họa tiết đồng đều có viết thời gian, còn tương đối sạch đẹp nhé các bác nhé. Đây, thần nát này này các bác này, cũng là chuông chén nhé các bác nhé. Có 2 triệu thôi các bạn. 2 triệu các bác đã sở hữu một chiếc đồng hồ tạ lê, em nói thật với các bác trên thị trường rất là hiếm các bác. Tiếp theo một chiếc đồng hồ thứ ba, mã là L3, kích thước chiều ngang là 22, chiều cao là 48. Sản phẩm này em xin phép giao lưu đến các bác là 2.1 triệu nha các bác nhá. Vân gỗ là vân gỗ chun các bác, vân gỗ chun nhá. Tạ đây các bác này, đã có viết thời gian. Đây các bác nhìn cái vân gỗ chun rất là đẹp nhá, rất là sáng. Và các chi tiết đồng này các bác này đều có viết thời gian. Và chiếc đồng hồ này là bên trên nó là hình cái con sư tử nhá, con các bác nhá, sư tử trầu nhá các bác nhá, trầu về đấy. Bình thường đây các bác nhìn này, bên này thì họa tiết đồng khác này, bên này nó họa tiết hình của sư tử này các bác này, thần nát nát đây nhé. Và cũng điểm giờ chuông chén. Âm thanh thì vang như chuông nhà thờ thôi. Đây các bạn, có 2 triệu mút thôi. Tiếp theo em xin phép giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ tạ lê. Thật sự các bác, chiếc đồng hồ này rất là đẹp đấy các bác. Mã của nó là L3, kích thước chiều ngang là 20, chiều cao là 45. Sản phẩm này em xin phép giao lưu đến các bác là 2.3 triệu nha các bác nhé. 2.3 triệu cho một chiếc đồng hồ tạ lê, gỗ là gỗ lu nha các bác nhé. Đây gỗ lu rồi các bác, gỗ lu rồi, rất là đẹp nha các bác nhé. Có 2.3 triệu đây, tạ đây các bác này, rất là tuyệt vời các bạn. 2.3 triệu các bác đã sở hữu một chiếc đồng hồ tạ lê gỗ lu này. Em nói thật với các bác, trên thị trường các bác không thể mua được nhé các bác, em chia sẻ thật với các bác luôn. Còn các bác mà lau dầu vào, các bác lau dầu vào 350.000 nữa đó, thì là 2.650.000 các bác đã sở hữu một chiếc đồng hồ tạ lê gỗ lu này, thì thật sự các bác là rất là hiếm. Và bên trên chiếc đồng hồ này đấy, các chi tiết đồng rất là sáng, rất là bóng nha các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn so sánh hai bên, bên này có một cái led đẹp cổ kính này, bên này có led đẹp rất là sạch sẽ này đấy. Tuy cũng là những chiếc đồng hồ côn cổ, đây các bác nhìn bên trên nó cũng có các chi tiết có vết theo thời gian, nhưng mà điểm nhấn của nó ở đây nó rất là sáng các bạn, rất là bóng. Cũng là trên cái chi tiết cũng là sư tử trầu nhé các bác nhé,
sư tử trầu về thì nó em thật với các bác là nó sẽ rất là có giá trị về mặt sưu tập. Đấy các bác, thường thường các bác hay có cái họa tiết này này các bác này. À, còn bên này nó có họa tiết cho sư tử trầu rất là đáng được cho bác sưu tầm. Đây. Phần án nát đây. Có 2.3 nhé các bác nhé. Sản phẩm này không thể bỏ qua được đâu các bác. Tiếp theo một chiếc đồng hồ cũng là Tạ Lê. Mã của chiếc đồng hồ là L4 nhé các bác nhé. Mã chiếc đồng hồ là L4, kích thước chiều ngang là 22, chiều cao 50. Sản phẩm này em xin phép giao lưu đến các bác 2.1 nhé các bác nhé. 2.1. Đây các bác này. Đây, chi tiết đồng này rất là sáng bóng đẹp này. Đây, cái tỏa tạ đẹp đấy các bác. Sáng bóng và đẹp. Vân gỗ thì các bác nhìn này. Vân gỗ rất là sáng và đẹp. Họa tiết đồng đã có vết thời gian. Các bác nhìn và cảm nhận giúp em. Bên trên là thần án nát đây. Và cái màu trên thì cũng có vết thời gian. Ngân vàng nha các bác nhá. Đây các bác đẩy cái mã giúp em là mã L4 nhé các bác nhé. Mã L4 2.1. Tiếp theo em xin phép giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ Tạ Lê mà em thật với các bác là rất là tuyệt vời. Mã của nó là L5, với kích thước chiều ngang là 22, chiều cao là 55. Sản phẩm này em xin phép giao lưu đến các bác 2.2 nhé. 2.2. Đây các bác nhìn cái tạ này, bóng này, rất là đẹp này, rất là sáng này. Đã có biết từ thời gian rồi nhưng mà quả tạ này tương đối đẹp các bạn. Đây. Tiếp theo xin phép giới thiệu các bác tổng thể chiếc đồng hồ. Các bác nhìn đây các bác nhìn này. Thật sự các bác rất là tuyệt vời. Cái kim này là kim mũi giáo này các bác này. Kim mũi giáo. Rất là to nhé. Và họa tiết đồng rất là mới. Rất là sáng các bạn, rất là sáng và sạch. Đây các bác nhìn này. Các bác nhìn này. Rất là sáng và sạch nhé. Thì cái thần án nát này các bác này, nó đã về, nó đã bị bung cái này rồi, sau bọn em phải gắn rồi các bác nhé. Các bác cứ yên tâm. Ở bên trên này này. Và sản phẩm này cũng đánh chung chén các bác. Chung chén nhé. Đấy. Âm thanh rất là vang và ngân. Đấy, thì hôm nay em giới thiệu với các bác 2, 4, 6 mẫu đồng hồ. 6 mẫu đồng hồ Tạ Lê nhé các bác nhé. Mỗi một chiếc đồng hồ mang cho mình một cái vẻ đẹp riêng. Các bác thông cảm, hôm nay em quay video kho nó hơi chật, thế nên là diện tích quay rất là nhỏ, các bác thông cảm. Đây, hỗ lu 2.3 này. Hỗ chun 2.1 này các bác này. Hỗ chun 2.1 này. Đây, và hai cái sản phẩm đầu tiên giá rất là tốt các bác. Nhớ các bác nhá. Bác nào mà tài chính các bác chơi đến đâu thì có thể sở hữu một đôi này, em thật các bác tại điểm này giá rất là tốt, các bác nên sở hữu một đôi. Đấy, một đôi cho nó đẹp các bác, chơi hẳn một đôi luôn cho nó gấu. Đấy, thì các bác nhìn này, hai cái sản phẩm bên này là một này và sản phẩm bên này là hai này. Đấy, chi tiết đồng rất là đẹp, các bác không nên bỏ lỡ nhá. Tiếp theo em xin phép giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Odo. Thì sản phẩm này là hàng bên em vừa về thì em sẽ quay luôn cho các bác nhé các bác nhá. Chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ Odo 54, chưa bản nhạc solo, bản nhạc Westminster nhé các bác nhé. Các bác đợi em chút để em quay cái quay cái góc ánh đèn này. Tại vì các bác thông cảm là cái ánh đèn nó không thể làm cho nó cái chiếc đồng hồ nó đẹp được các bác. Thì em sẽ quay làm sao mà để cho các bác cảm nhận được vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ. Đây các bác nhìn này. Đấy. Rất là to, khum nha các bác nhá. Mã của chiếc đồng hồ là A1587, kích thước chiều ngang là 50, chiều cao là 57. Sản phẩm này em xin phép giao lưu đến các bác là 25.8 nha các bác nhá. 25.8. Thì chiếc đồng hồ này có gì đặc biệt thì để em sẽ giới thiệu với các bác từ từ. Trước hết là em mời các bác xem qua tổng thể vỏ này. Vỏ của chiếc đồng hồ được thiết kế với cái thùng cánh khum. Đấy, thùng bè to nha các bác nhá. Bè to cánh khum. Hai bên và hai cái chùm bông hoa nhé các bác nhé, quả maca và những chùm nho. Và các bác nhìn tổng thể vỏ vân gỗ rất là đẹp. Thùng này lắp được Odo máy 10 nha các bác nhé. Thùng này lắp được Odo máy 10. Và tay nắm cửa đây cũng đã có vết thời gian. Kính dưới thì là kính trắng thủy nhé các bác nhé. Em mời các bác xem vào bên trong. Đây các bác nhìn này,
Đây nó là cái cánh khum. Đấy, khum khum bè các bạn. Đấy, nó lượn lên đây này các bạn. Đấy, các bạn nhìn cái vân gỗ rất là sáng và đẹp, hoàn toàn là nguyên bản nhé các bác nhé. Chưa vệ sinh cũng như là chưa spa nha các bác nhé. Chưa spa. À, điểm đặc biệt tiếp theo đó là mặt thì là mặt số nổi khuy cài nhé các bác nhé. Mặt số nổi khuy cài. Đây các bác nhìn này. Quả lắc thì rất là đẹp, rất là sáng và bóng. Chrome này các bác. Đây bạn cót vẫn còn đây nha các bác nhé. Tiếp theo xin phép giới thiệu các bác bên trong. Tại thời điểm này thì các bác mua những chiếc đồng hồ Oro giá rất là tốt quá. Trên thị trường thời điểm này bên em giao lưu đến các bác là giá rất là tốt. Đây các bác này, chơi trên củ gông 121 nhé. Với 2, 4, 6 cái thanh côn thép các bạn. 6 cái thanh côn thép nhé. Đã có vết theo thời gian, còn tương đối đẹp, sáng, óng. 6 côn, 10 búa nhé các bác nhé. Mặt của nó đây các bác này. Mặt thì mặt số nổi khuy cài, đã có vết theo thời gian. Tiếp theo xin phép giới thiệu với các bác bộ máy bên trong. Đây cái cần gạt chuẩn bài nhé các bác nhé. Cần gạt chuẩn bài Soro và phần nhà Webminton. Máy móc thì chuyện chám Oro. Này các bác này. Máy vách hoa dâu nha các bác nhé. Vách hoa dâu. Hoàn toàn nguyên bản, chưa nâu dầu và chưa căn chỉnh. Đây là các cái vết dầu loang nhé các bác nhé. Còn máy chiếc đồng hồ này em đánh giá là tương đối đẹp với các bác. Đây các bác nhìn bụi bám. Các bác thông cảm, bên em giao lưu chủ yếu là những chiếc đồng hồ nguyên bản từ Tây chuyển về, còn chưa nâu dầu và chưa căn chỉnh. Thì em cũng chia sẻ với các bác luôn, để cho các bác mới biết được ở cái nơi bán hàng của bọn em. Thì sản phẩm bên em giao lưu đến các bác là hoàn toàn những chiếc đồng hồ côn cổ từ nguyên bản từ Tây chuyển về và tất cả là đều chưa nâu dầu. Thì sẽ đảm bảo cho các bác chơi sẽ là người đầu tiên chơi trên thị trường Việt Nam, cũng như là các bác có thể xem qua hình ảnh và cái video bên em quay thì các bác cũng biết được cái cảm nhận được là cái máy móc nguyên bản là từ Tây, tức là chưa cả qua một người thợ kỹ thuật tháo chiếc đồng hồ này ra, thế nên là các bác mới thể kiểm tra được nhé các bác nhé. Còn về âm thanh thì em chia sẻ với các bác khi nâu dầu và căn chỉnh thì đội ngũ kỹ thuật cũng như là các bác thợ người ta sẽ làm, người ta căn chỉnh cho các bác theo dõi âm thanh cũng như là theo dõi cái ổn định của một chiếc đồng hồ mất 7 ngày sau đó mới giao để cho các bác, nên các bác cứ yên tâm và tin tưởng đội ngũ bên em nhé các bác nhé. Còn các bác mà mua ở trên thị trường một số đơn vị người ta cũng nâu dầu rồi nhưng mà cũng chưa thể đánh giá được hết được tất cả là được đâu các bác. Đấy nha các bác nhé. Đấy, một chiếc đồng hồ Oro 54 thứ hai bản nhạc Soro và nhạc Webminton. Đấy, các bác nhìn cái thiết kế thùng này. Đấy, thùng này lắp được máy 10 nhé các bác nhé. Đấy, kính thì là kính mài trắng thủy các bác. Kính không phải là kính trắng thủy không đâu, mà lại còn mài nữa, mài và trắng thủy nhé các bác nhé. Tiếp theo em xin phép giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Jura, xuất xứ từ cái miền đông của nước Pháp các bác. Nơi sản sinh ra rất nhiều hãng đồng hồ nổi tiếng nha các bác nhé. Thì em xin phép là quay cái đồng hồ này ra để cho cái ánh sáng nó không bị hắt vào, nó rất là chói các bác. Đây các bác nhìn này. Mã chiếc đồng hồ là A1586, kích thước chiều ngang 46, chiều cao là 57. Sản phẩm này em xin phép giao lưu đến các bác là 6.8 nha các bác nhé. 6.8 cho một chiếc đồng hồ Jura thiết kế thùng gương, thùng bè đấy các bác. Hai bên đục hai bên là được làm hai cái chùm, bốn cái chùm bông hoa và bông nho nha các bác nhé. Bốn cái chùm nho. Đây các bác nhìn cái kính gương trắng thủy này. Đấy, kính gương trắng thủy này thì đảm bảo với các bác là khi ánh sáng mà buổi tối các bác bật cái ánh đèn lên nó hắt vào, nó sáng lóe lên, nó rất là đẹp nha các bác nhé. Này các cái hình bông hoa trắng thủy này các bác này. Và tất cả các cái gương đều có vết theo thời gian hết rồi nha các bác nhé. Đều có vết theo thời gian hết rồi. Bác nào mà muốn spa lên đẹp lên sạch hơn thì các bác có thể nhờ đội ngũ thợ bên em làm được nhé các bác nhé. Với mức giá là 700.000. Và sẽ làm cho bác là đẹp xuất sắc luôn, để cho các bác không nhận ra luôn các bác. Thật sự các bác là rất là tuyệt vời đấy các bác. Đây vân gỗ cũng rất là đẹp, gương thì sáng bóng. Tiếp theo xin phép giới thiệu với các bác ở bên trong. Đây quả lắc ở đó đây nha các bác nhé. Đấy.
Đây các bác nhìn này, 8 cái thanh côn thép và củ hương đào có viết theo thời gian. Mặt của nó đây nha các bác nhá, mặt của nó đây đã có viết theo thời gian rồi, hai len ngả vàng và trắng bạc nha các bác nhá, vàng ngả đấy các bác. Đây máy móc đấy nha các bác nhá, cũng chưa nấu dầu và chưa cân chỉnh gì cả, tất cả là nguyên bản hết. Trước hết là các bác cứ phải xem nó nguyên bản đã, sau đó các bác mới báo kỹ thuật người ta làm, thì mới đảm bảo cho các bác là hàng thô zin tây. Còn âm thanh là khi các bác mà lau dầu cân chỉnh thì đảm bảo với các bác là âm hay xuất sắc luôn các bác. Các bác mua hàng bên em, các bác lần đầu tiên giao lưu biết đến thì chưa, vẫn còn e ngại, chứ còn sau các bác mà đã giao lưu được 1-2 cái rồi là các bác biết ngay mà. Là sau các bác chỉ cần nhìn phát là các bác chốt ngay. Đấy, em chia sẻ thật với các bác. Thì ngày hôm nay em xin phép giới thiệu với các bác một vài mẫu đồng hồ tạ lê vừa mới về, cũng như là hai cái mẫu đồng hồ Udo và Zura cũng vừa mới về. Thì hai cái sản phẩm đấy thì cũng rất là tốt và giá bên em giao lưu chiếc đồng hồ tạ lê cũng rất là tốt rồi. Thì cuối cùng thì em xin kính chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Các bác nhớ theo dõi thường xuyên cái kênh bán hàng của bọn em để có thể mua được những sản phẩm tốt, cũng như là cho bọn em xin những cái lượt like và những lượt chia sẻ để cho nhiều anh em, bạn bè và người thân biết được một cái nơi bán hàng của bọn em nhé các bác nhé. Em xin kính chào toàn thể các bác.